Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Alimechina. Hồn thú là một loài thần bí được tìm thấy trên Đấu La Đại Lục. Khi nó được sử dụng, nó mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân. Dựa vào đặc tính của từng loài, ta chia làm hai loại hồn thú trên cạn và hồn thú dưới nước. Mỗi hồn sư sẽ săn bắt hồn thú làm thức ăn hay lấy hồn hoàn nhằm mục đích trục lợi cho bản thân. Hồn thú được cho là hiện thân của sinh vật sống và bí mật sức mạnh của chúng rất ít ai biết được. Tính đến thời điểm hiện tại thì số lượng hồn thú không thể kiểm soát được bởi số lượng chúng quá lớn. Ở ngoài Hà Nội hay trong thành phố Hồ Chí Minh, thịt hồn thú và xương hồn cốt nhập lậu từ bên cửa khẩu Tin Bạn Trung Quốc bán với giá bèo nhất cũng vài trăm kim hồn tệ trên 1 kg. Để phân biệt được hàng phách hay hàng giả thì mình cũng không biết đâu, chỉ biết là hồn hoàn của hồn thú là không thể làm nhái bằng chất liệu gì cả. Ở video này anh em cùng Alimechina tìm hiểu những sự thật hay ho về hồn thú. Lưu ý video không dành cho thanh niên nghiêm túc. Thứ nhất, sơ lược về hồn thú. Hồn thú là một loài sinh vật, nó có thực thể bất kỳ biểu hiện của sự sống trên đại lục. Có thể nhận dạng hồn thú dễ nhất qua hai nhóm, một là động vật, hai là thực vật. Sau nhiều năm tháng trải qua đắng cay ngọt bùi rèn luyện, trí óc của hồn thú sẽ thông minh theo tu vi cùng với thời gian. Khi đạt đến một trình độ nhất định về bản thân, nó bắt đầu có khả năng hiểu và phát ra âm thanh của con người. Đặc biệt khi đến 10 vạn năm, hồn thú sẽ lựa chọn theo hai con đường, thành thần thú hoặc là con người. Con khỉ đột thái thản cự viên và con rắn trâu thành thiên ngưu mãng hay một số hồn thú tu vi trên 10 vạn năm có thể làm bằng chứng trước tòa cho mình cho những thứ tôi vừa nói ở trên. Theo như tác giả, phần lớn số lượng hồn thú tập trung ở đại hải lớn hơn và đông hơn rất nhiều so với đất liền. Cái đó thì chuẩn không cần chỉnh. Người như mình cũng biết diện tích của biển chiếm 3/4 so với diện tích tổng thể của thế giới đại lục. Và hồn thú thống trị đại hải lần lượt là Thâm Hải Ma Kình Vương, Tà Ma Hổ Kình và cuối cùng là Ma Hồn Bạch Sa Ma. Mỗi một khi hồn thú chết sẽ sản sinh một nguồn năng lượng để lại trên đất liền, được gọi là hồn hoàn. Nếu hồn sư may mắn hơn thì được thêm bộ xương hồn cốt nhặt mang về hầm nấu cháo, bổ sung tình trạng sức khỏe của bản thân. Thứ hai, nơi hồn thú sinh sống. Ở Đấu La Đại Lục, số lượng hồn thú đến vài trăm tỷ loài, sống rải rác trên khắp mọi mặt trận ở thế giới. 97% trong số đó tập trung ở các nơi ít người đặt chân tới, gồm Bắc Vực Băng Nguyên, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Tử Vong Hợp Cốc, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm và Đại Hải. Mỗi nơi hồn thú sẽ có đặc tính riêng của từng vùng, nhưng điểm chung của hồn thú càng đi vào sâu vào trong thì hồn thú tu vi càng khủng đang chờ sẵn ở đó, cần tìm người làm thịt. Như ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm được chia làm 3 khu vực: ngoại khu, nội khu và hạch tâm khu vực. Trong đó ngoại khu là nơi tập trung sinh sống chủ yếu các loại hồn thú tu vi chưa được cao, thập nguyên và bách nguyên hồn thú. Vào sâu thêm một tí là nội khu. Bên trong khu vực này tốt hơn nhiều so với ngoại khu, từ phong cảnh tới số lượng hồn thú, đông và rậm rạp. Ở đây có loài từ nhỏ đến to, từ nguy hiểm đến bất nết đều không sót một con. Vì sao mình lại nói như thế? Đơn giản các cụ thường có câu, gừng càng già càng cay. Anh em thử suy luận xem, hồn thú tuổi đời sống trên 1.000 năm so với vài trăm năm, thì có phải lao cá hơn rất nhiều không? Và cuối cùng là hạch tâm khu vực. Bên trong khu vực được nhà thiết kế đặc biệt thiên nhiên, ban tặng cho một cái hồ lớn. Khu vực này là nơi sinh sống của các hồn thú mạnh nhất Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tại nơi đây, tổng cộng từng có 8 em hồn thú từng sinh sống. Mẹ của Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Viên, Thanh Thiên Ngưu Mãng, Á Ma Tà Thần Hổ và 3 con Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Tuy nhiên sau này tất cả đều trở thành thức ăn trên bàn nhậu. 7 trong 8 hồn thú đều bổ sung hồn hoàn cho Đường Tam. Duy nhất chỉ có mẹ Tiểu Vũ là bị Bỉ Bỉ Đông lấy hồn hoàn. Vậy 3% hồn thú còn lại sống ở nơi đâu? 3% còn lại một phần được nuôi công nghiệp để lấy thịt, bổ sung thức ăn cho giới hồn sư. Phần còn lại được các nhà buôn bán chân chính hay buôn lậu bán đấu giá cho người đang có nhu cầu cần thú cưng, mua về làm pet để mua vui cho bọn họ. Thứ ba, cuộc sống của hồn thú. Hồn thú từ khi sinh ra đã mang cho mình sứ mệnh là chuỗi thức ăn. Nhỏ thì bị các loài khác bắt nạt, thậm chí là làm món khoái khẩu cho hồn thú lớn hơn. Sinh tồn ở thế giới đã khó, khi lớn lên còn khó hơn. Hồn thú khi đến tuổi cai sữa, tùy theo tập tính của từng loài, loài thì tách riêng ra đi lẻ, loài thì tập trung theo bầy. Thường thì loài tập trung theo bầy yếu hơn so với hồn thú đi lẻ, nhưng được cái số lượng đè chất lượng. Trong lần nhóm sửa lai khác đi săn bắt hồn thú ở Lạc Nhật Xâm Lâm để chuẩn bị cho cuộc thi đấu tinh anh, mọi người đã đập chết con Đại Địa Chi Vương, bạn tình của con Phấn Hồng Nữ Lang, và bị nó dẫn toàn bộ đàn em trong nhà đến sửa đẹp nhóm sửa lai khác. Dù loài này tạo ra độc cực yếu, nhưng yếu anh em hồn thú tôi đông, hơn 1.000 con góp gió thành bão, tạo ra chất độc gây chết người. Nhưng cuối cùng hồn thú chỉ là hồn thú,
bị nhóm sở lai khác thu phục lấy luôn hồn hoàn. Còn về hồn thú thích solo khô máu, loại này cực kỳ nguy hiểm. Còn ám ma tà toàn hổ tu vi 5 vạn năm, nhiều lần nó giao chiến với tế thản cự viên và thanh thiên nhu mãng đều có thể chạy thoát được. Thử hỏi nếu hai đại hồn thú 10 vạn năm không liên thủ với nhau, mình cũng không dám nghĩ đến kết cục khi solo 1v1 với ám ma tà thần hổ sẽ có kết quả như thế nào. Tuy nhiên sau này nó bị đường tan xin chết bằng ám khí và lấy hồn hoàn bổ sung cho hạo thiên trùy. Thứ tư, cách hồn thú tu luyện. Hồn thú sống trên cạn hay hồn thú ở đại hải đều giống nhau y như đúc về số năm mà nó phải trải qua. Sau khi sinh ra có sự sống, hồn thú bắt đầu đạt mầm móng thành tựu đầu tiên là thập niên 10 năm. Trải qua tu luyện theo thời gian, nó sẽ đạt lên bách niên 100 năm, thiên niên 1000 năm, vạn niên 1 vạn năm và thập niên 10 vạn năm. Đặc biệt khi hồn thú vừa trả vào ngưỡng 10 vạn năm, nó sẽ có hai con đường để lựa chọn. Một là tiếp tục làm trùm lãnh thổ với hình dạng hồn thú phá kiếp cường ngạnh lên cấp bậc cao hơn. Hai là hóa thành hình dáng con người. Về con đường tiếp tục làm hồn thú, để muốn nâng cao tu vi một cách nhanh nhất có thể là ăn thịt các hồn thú khác hay ăn thịt các hồn sư, có tu vi càng cao thì càng tốt. Nhưng sau khi đạt đến một trình độ nhất định, nó sẽ không tăng tiến thêm được nữa. Lúc này muốn trở thành thần thú thật sự là điều không tưởng. Nó phải có thuộc tính của bản thân phù hợp với thiên tài địa bảo của trời đất. Con Thâm Hải Ma Kinh Vương ở hải vực, nó đạt đến gần 1 triệu năm tu vi, chỉ thiếu một bước nữa là trở thành cá voi xanh hóa rồng. Nhưng cái nó thiếu chính là đồ của hải thần. Trong lần ngao bánh, Thâm Hải Ma Kinh Vương giao chiến với hải thần để lấy hải hàn hộ thân cháo thì bị hải thần Ba Tắc Đông đâm nó chột mất một bên mắt. Vì thế nó vẫn không thể trở thành thần thú khi không có đồ phù hợp với cơ thể. Về con đường thứ hai là hóa thân thành nhân loại. Con đường này rất khó và khổ hơn rất nhiều so với việc tiếp tục làm hồn thú. Mọi tu vi 10 vạn năm đều mất hết, quay về vạch đích con số 0 và bắt đầu phải tu luyện với hình dáng con người và không khác gì một người bình thường vừa mới thức tỉnh vũ hồn. Hồn thú A Ngân Lam Ngân Hoàng và Tiểu Vũ Nhu Cốt Thỏ Mị từng từ bỏ quả chuối khổng lồ của các hồn thú khác để đi tìm những cây xúc xích phù hợp riêng với bản thân là hóa thành hình dáng con người. Dù nước cơ này không thể đi lại, nhưng cuối cùng hai người đều tìm được tình yêu đích thực. A Ngân thì được Đường Hạo xử lý sinh ra Đường Tam, còn Tiểu Vũ Thỏ thì được Đường Tam lôi về làm vợ. Nói vậy thôi chứ, lựa chọn hóa thành hình dáng con người rất dễ bị đập chết, do trước khi đến thời gian thành thục kỳ trở thành một con người thật sự, trong thời gian chưa đạt 60 cấp, nếu bị giết chết vẫn tạo ra hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm, nên hồn thú mang hình dáng con người, họ vẫn bị nạn bắt trộm, phong hào đấu la, ra tay lạm sát. A Ngân hay Tiểu Vũ đều phát ra mùi thơm của sữa tắm, mùi hơi nách của cơ thể và mùi đặc trưng của hồn thú, nên cấp bậc phong hào đấu la chỉ cần hít một hơi như hút bi thuốc lào là phát hiện ra ngay. Tuy nhiên vẫn có cách che giấu thân phận bằng cách sử dụng tương tư đoạn trường hồng mà Đường Tam từng tặng cho Tiểu Vũ. Thứ năm, hồn hoàn, hồn cốt của hồn thú. Sau khi hồn thú bị đâm chết, nó sẽ sản sinh ra nội đan ẩn chứa toàn bộ năng lượng một đời của nó, được gọi là hồn hoàn. Hồn sư hấp thụ hồn hoàn càng nhiều năm tu vi thì hồn kỹ họ tạo ra càng mạnh. Duy nhất chỉ có hồn hoàn màu đỏ mới tạo ra hai hồn kỹ. Thế nhưng còn một thứ có thể được đánh giá hiếm hơn cả hồn hoàn, chính là hồn cốt. Nó cũng sinh ra từ hồn thú, nhưng tỷ lệ rơi đa còn khó hơn chơi lô đề. Chỉ có 1 trên 1.000 con hồn thú mới xuất hiện. Bình thường thì một hồn sư chỉ có 6 khối hồn cốt, gồm đầu, hai tay, hai chân và thân. Nhưng hồn cốt còn có thêm là ngoại phụ hồn cốt. Bởi thế thằng Đường Tam sở hữu 7 cục xương hồn cốt. Dù hồn cốt hiếm là thế, nhưng hồn thú 10 vạn năm khi bị tiêu diệt chắc chắn tạo ra hồn cốt. Tuy nhiên để có được hồn hoàn và hồn cốt một cách dễ như ăn ớt, chỉ cần dụ dỗ được một em hồn thú 10 vạn năm như A Ngân hay Tiểu Vũ hiên thế là có được luôn. Hồn hoàn và hồn cốt còn có thể tiến hóa. Đường Tam chính là tên làm nên việc này. Hắn nhận khảo hạch của hải thần. Sau khi thành thần thì hồn hoàn trên người full combo màu đỏ. Còn về hồn cốt sau khi tiến hóa lên thần cấp, nó sẽ không còn gọi là hồn cốt nữa mà gọi là khải giáp. Toàn bộ hồn cốt sẽ dung hợp lại thành một bộ giáp hoàn chỉnh. Hải thần bắt cánh Đường Tam gọi là hải thần thần trang, vì sau lưng Đường Tam có 8 cái cánh của ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu. Còn của thiên sứ chi thần Thiên Nhật Tuyết gọi là thiên sứ thần trang. Và cuối cùng La Sát Thần Bì Bì Đông gọi là La Sát Thần Trang. Thứ 6, sức mạnh của hồn thú. Sức mạnh trí tuệ nhân tạo của hồn thú dựa trên số năm thoát chết khỏi nạn săn bắt. Khi đạt đến 10 vạn năm, nó sẽ thông minh không khác gì con người. Nếu may mắn thì hồn thú có thêm lĩnh vực, mà lĩnh vực lại là kỹ năng cực kỳ hiếm. Nó đem lại rất nhiều khả năng tăng phúc cho bản thân.
Đặc biệt, khi đạt đến trình độ 10 vạn năm, hồn thú được so sánh ngang với trình độ một phong hào đấu la. Về sức mạnh thể chất, khi ở trạng thái hồn thú thì sự linh hoạt thông qua chỉ số cân nặng. Hồn thú càng to thì càng chậm chạp, nhưng bù vào đó khả năng công kích càng khủng. Con Thâm Hải Ma Kinh Vương từng giao chiến với Đường Tam, vì kích thước quá to lớn, nó đã chuyển sang hình dạng con người để khắc phục những điểm yếu cơ thể đồ sộ. Và Thâm Hải Ma Kinh Vương vận dụng những điểm mạnh là sử dụng những hồn kỹ gây chết người, kèm theo sự cơ động đã được giảm cân từ cơ thể. Lưu ý cuối cùng, video này Anime China tự tìm hiểu, có thể một số chỗ không được hay, anh em có thể bình luận dưới video để mọi người cùng thảo luận. Vừa rồi mình vừa làm xong tất tần tật về hồn thú. Nếu anh em thấy video này hay, cho mình xin một like, một đăng ký. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào, hẹn anh em ở những video sau.